nguồn tin chính xác cho chị đây. Mấy ngày hôm nay ấy, ông Lộc ông ấy họp ở trên ủy ban. Và khả năng cao là cái kiosk đó người ta sẽ giữ lại cho đoàn thanh niên làm tiếp, chứ không cho tư nhân thuê nữa đâu. Cái kiosk đấy có làm ăn được gì đâu mà giữ lại. Rõ ràng là có chủ trương cho tư nhân thuê để tạo nguồn thu cơ mà. Lý do chính ở đây là do sự xuất hiện của ba cái thằng thanh niên. Nó đưa ra một cái dự án về xà phòng xà bánh gì đấy. Và cái dự án này rất được các anh ở trên ủy ban ủng hộ, quan tâm. Chị mà cứ bình chân như vậy thế này là hỏng việc đấy. Cậu không phải kích. Em kích gì đâu. Đây là chủ trương từ huyện mà chị. Nhằm cải thiện hiện trạng là thanh niên bỏ quê đi xa. Mà nói tóm lại, một khi mà đã đụng đến chính sách phát triển địa phương và đoàn thanh niên ấy, thì câu chuyện nó sẽ khác đấy. Chú Lộc hay là chú Khánh định đầu tư cho bọn em làm xà phòng à? Không chị ạ. Chú Lộc bảo bọn em nộp cái kế hoạch kinh doanh để xin địa phương hỗ trợ nguồn lực. Mà khéo còn được cấp cả đất để trồng dược liệu ấy. Lúc đấy thằng Hưng nó không phải thuê đất nữa. Dạ chú ơi, hồ sơ xin thầu lại ký ốt bên đoàn thanh niên cháu nộp đầy đủ rồi. Cháu cũng đã hỗ trợ em Thắng có đơn hàng với chú Khánh, cũng như là hỗ trợ bên đoàn thanh niên như lời cháu hứa với chú ấy ạ. Mà cháu thấy đợt này chú học hành bận rộn quá, quên mất chị em chúng cháu hay sao ấy. Không biết là chú có gì dặn dò thêm cháu không ạ? Chị đã nộp đơn thuê rồi thì cứ đợi tin thôi. Dự án xà phòng cứ đúng quy trình mà làm. Hàng hóa cháu nhập hết rồi chú ạ. Bây giờ chỉ cần có mặt bằng là cháu cho em Thắng và em Tiến triển khai luôn. Thế này chị Ánh ạ, bên đoàn thanh niên ấy, họ họp lên họp xuống mà chưa có kết luận. Cháu tưởng cái này là do lãnh đạo ủy ban quyết định chứ chú. Ủy ban thì cũng là nô bộc của nhân dân thôi chị. Phải căn cứ theo tình hình nhu cầu thực tế. Khả năng khó đấy. Vì địa phương đang muốn tạo điều kiện cho nhóm trẻ phát triển. Mà cái này cũng là trùng với mong muốn của chị còn gì nữa. Chú ơi, để phát triển địa phương thì tôi nghĩ là cứ để cháu Ánh nó thầu thì tốt hơn chứ. Trước giờ thanh niên có phải là không được hỗ trợ đâu. Bây giờ một giọt máu đào phải hơn một ao nước lã chứ. Nếu là em thì em cũng làm vậy thôi. Chúng nó được học hành bài bản, có chuyên môn. Thêm ông Lộc chống lưng nữa thì có khi làm nên chuyện đấy. Mà cậu cũng phải dè chừng. Lỡ chúng nó làm ăn lớn thì cậu cũng hết cửa thu gom dược liệu giá rẻ ở cái làng này đấy. Khéo có khi bây giờ chị chuyển sang làm xà phòng, rồi em cung cấp dược liệu cho. Làm cái đấy chắc cũng dễ thôi mà. Tôi chỉ quan tâm đến cái kiosk thôi. Vị trí quá đẹp mà giá lại tốt, làm ăn chắc chắn thuận lợi. Còn về sản xuất thì tôi không ham, mệt lắm. Thôi kệ nó đi, việc làm thì vẫn phải làm thôi. Đi. Tiến ơi, mùi thuốc diệt cỏ. Mày lên cái luống trên xem thế nào. Ôi, chết rồi. Hưng ơi, có bọn nào chơi anh em mình rồi. Chó chết thế nhỉ, sao nó chơi đúng vườn mình à? Bây giờ phải như thế nào? Thế chả nhẽ công sức của anh em mình đi tong à? Cứ bình tĩnh đã. Bình tĩnh thế chó đâu được. Mày có biết là tao kỳ vọng vào cái hợp đồng này như thế nào không? Bây giờ việc đã thế này rồi, anh em mình có đứng đây chửi bới cũng không giải quyết vấn đề gì. Phải tìm cách, không thể để làm mất cái hợp đồng này được. Điên thế. Chúng mày đến đây làm gì? Cả cái vườn dược liệu hỏng hết rồi cái kìa.
Đừng lừa tao. Chúng mày về đi. Lừa đảo gì? Nguyên ruộng dược liệu nhà mình bị phun thuốc diệt cỏ, hỏng hết rồi. Ai phun? Bọn tao có biết đâu, sáng ra đã thấy thế rồi. Theo lịch ấy, là hôm nay phải có dược liệu để mà làm. Mà giờ như thế này thì toi rồi còn gì nữa. Càng thế. Thế thì bọn tao mới phải qua để hỏi mày. Nếu bây giờ mà mình thu hoạch ấy, rồi mình ngâm rửa thật là kỹ, thì liệu nó có hết không? Nó vẫn tồn dư, kể cả trong đất nữa. Mình làm thế mất uy tín lắm. Giờ chỉ có cách là đi thu gom ở trong xã, vẫn có nhà trồng sạch. Bìa nhà nhá, tao sẽ qua chỗ thôn La Đình, còn hai chúng mày qua chỗ Tân Châu với Đại Tập hỏi xem như thế nào nhá. Nhìn gì? Vào dắt xe đi để tao thay quần áo. Cô Nguyệt ơi! Ơi! Cháu nhờ tí. Tiến à? Cô ạ. Có chuyện gì đấy? Ui, cháu đang cần gấp tía tô với là kim ngân. Tổng khoảng 3 tạ. Cô có không? Để cháu với. Có, nhưng mà người ta đặt rồi. Ai cô? Thằng Phúc. Hay là cô cứ để trước cho cháu 1 tạ đi, rồi thừa thiếu tính sau. Không được đâu, bình thường thì dễ, nhưng lần này nó đặt cọc mất rồi. Mà phá cọc của nó bắt đền cô chết. Nạn thật. Vâng, thôi, cháu xin phép nhé. Cô Lan ơi, cô còn tía tô với kim ngân không? Có nhiều không? Khoảng 3 tạ cô ạ. Ôi, thì cô bán hết cho thằng Phúc rồi, chỉ còn chục cân để nhà dùng thôi. Vâng, chào cảm ơn ạ. Bà. À, chị Nga. À? Mày quá vừa sang nhà không thấy ai cả. À, thế có việc gì đấy? Em bảo này, nhà mình còn tía tô với kim ngân không? Chị vừa bán hết rồi. Thằng Phúc có lấy đúng không? Ừ, đúng rồi. Vấn đề bây giờ là không có tiền chứ gì. Em sẽ cho vay. Thôi, không có vay mượn gì đâu. Anh cứ như là bật chế độ auto không với em ấy nhở. Em chưa nói hết. Coi như là em đầu tư đi. Bao giờ các anh có tiền thì trả lãi cho em bằng với lãi ngân hàng, được chưa? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Anh mà chậm bây giờ ấy là người ta hủy hợp đồng đấy. Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho bạn anh chứ. Anh có biết anh Tiến mong chờ cái hợp đồng này như nào để được nở mày nở mặt với vợ con không? Thôi được rồi. Thế bây giờ cô bảo người ta gửi xe khách cho bọn tôi luôn nhá. Không được. Lần đầu tiên nhập hàng phải đến tận nơi kiểm tra xem hàng hóa như nào. Đến tận nơi á? Mà tận Hà Nội đấy. Tận Hà Nội thì đi lại có mấy tiếng chứ đáng bao nhiêu mà phải lo. Bây giờ anh ở đây đợi em thay quần áo rồi mình đi luôn. Chốt. Nhưng... Nhá. Triển khai rồi hả? Tốt lắm. À này, khách hàng đợt này là khá khó tính, cho nên các cháu phải đảm bảo chất lượng cho chú nhé. Tốt lắm. Chú đặt niềm tin ở các cháu đấy. Rồi, chào cháu nhé. Em mời chị ạ. Sao tự nhiên hôm nay lại mua nước rồi chị? Dạ, trời nắng nóng như thế này, chị làm cốc nước chanh cho nó giải nhiệt, đẹp da. Không cần phải rào trước đón sau. Vào chủ đề chính đi xem nào. Dạ. Ê. À, chị ơi, chị có thể cho hai đứa bọn em xin nghỉ làm ngày mai được không ạ? Có việc gì mà phải nghỉ làm cả hai đứa? Dạ, chả là có đài truyền hình tỉnh muốn quay phóng sự về cái mô hình làm xà phòng của bọn em. Thế cho nên là bọn em phải có mặt ạ. Đài truyền hình tỉnh? Dạ. Làm phóng sự về xà phòng của bọn em á? Vâng ạ. Mô hình thanh niên tiêu biểu đấy chị ạ. Đợt này bọn em được lên TV, chắc là bán xà phòng đắt lắm ấy. Bọn em bán đắt hàng thì chị cũng mừng. Nhưng mà các em phải phân biệt được đâu là việc chính, đâu là việc phụ. Chị thuê các em trả lương đầy đủ, không phải để bọn em làm qua loa rồi suốt ngày chỉ tập trung vào việc làm xà phòng. Không thể ăn cây táo rào cây sung được.
À không, vâng, cái đấy thì bọn em biết ạ. Thôi, chị linh động cho em nốt ngày mai thôi. Em hứa là từ ngày kia là bọn em sẽ đi làm đầy đủ, chỉn chu luôn ạ. Đành thế chứ biết làm sao. Nhưng mà sau đấy nhớ là phải thực hiện đúng lời hứa đấy. Dạ vâng ạ.